Xin chào các anh em của kênh miền Tây Solar. Mình xin giới thiệu hôm nay có một anh ở trên Đức Hòa, anh này cũng trên Đức Hòa, anh lái xe nhà xuống để tham khảo các loại pin, tư vấn một số loại để lấy về lắp ở nhà. Đây là pin LG nè mọi người, pin này nhập xe ở Hàn Quốc luôn nha, 445W, giá là 6.500 một watt. Anh lấy rồi về bán luôn ha. Tức là người ta đặt là về gấp thôi. Dạ. Trước mắt họ làm, ví dụ mình cũng làm ở nhà mình trước cho người ta coi chớ. Đây là pin 200W nè mọi người. Cái loại pin này rất là tiện. Trước đây những cái anh em mà mua 1-2 tấm pin 400-450W á, thì do cái tấm pin đó rất là lớn nên gửi khó khăn. Vậy thì những cái anh em đó bây giờ có thể chuyển qua mua những tấm pin nhỏ này thì đóng gói gửi rất là dễ nha mọi người. Để làm loại bán tải không ắc quy hay là loại mà nó không ắc quy á, nếu mà không cần ắc quy thì mình ban ngày ok, ban ngày sạc thoải mái, đẹp ga luôn, đủ đi qua là anh xài ban ngày nè. Tại chỗ anh là cơ sở, tại vì anh xài làm coi như là một cái máy bơm 2,5 kg gì, một máy bơm 1,5 kg, còn xài một tí chút rưỡi lâu lâu mới canh thôi. Nói chung là nói thật là cho người kia nó báo giá anh sợ quá sao. Nên là của em có lần tên là đăng lâu lắm rồi cho anh lục lại mấy lục thôi, thấy gọi điện anh hồi đó anh có coi cái kênh miền Tây ngày mới không? Có sau này kênh đó là em làm, cái kênh nó cực kỳ mạnh luôn á, rất là nhiều người đăng ký luôn. Mà cái thằng hacker là nó hay thiệt, nó hack dân tiêu. Em tìm lại em khiếu nại YouTube thì em xin lại mà YouTube nó không chịu anh ơi, nó nói là em bị virus quét gì đó, khỉ gì đó, em nản quá em làm kênh này em bán lại sao. Cho nên kênh của em giờ chưa được 1.000 người đăng ký, chứ đó nhiều lắm. Thì giờ giờ em sắp chết, giờ giờ anh làm xong là đăng ký. Giờ bán tải, cho ta là bán tải mà không có gì. Nếu mình đã làm cái hệ mà dạng bán tải rồi là phải lấy pin lớn chứ không lấy pin nhỏ. Thì lấy pin lớn lấy vô 450 á. Dạ. Như nó cũng đơn giản, con inverter bán tải mình thì về mình lấy con không sao mà. Mình nó mình cũng chia ra hai chin, một chin nó gánh có 2 ký mấy à, 2 ký mấy thì không bao giờ yếu tải. Tại vì nếu anh để gần thì nói chung khoảng chỉ hai mấy mét thôi, nhưng mà nó bị phức á, nhưng mà sáng là từ đường chiều là bị phức, bị phức đẩy ra cái kho. Cái đường vào của thằng tôi chỗ cái điện lưới nó sẽ vô đây nè, điện lưới nó đây. Tụi em có sẵn đâu? Em có nhưng mà em không có computer, nó có y chang nè, em lấy một cái cho anh con. Giống nhau hết. Đó. Cuối năm á làm không xể. Người ta đắt. Đó, con xe taxi nó y chang vậy hả? Rồi quá nhìn đảo. Đẹp. Mà con này tiếc cái bây giờ gắn CT không được. Tại vì nó sản xuất trước tháng 10 2020, giờ CT nó chỉ áp dụng cho 2021 thôi. Kịp tình. Nên con này sau này biết làm gì đây nữa. Em cũng biết một mấy triệu cái vậy mà giờ không biết làm gì. Đó, cái này mình không có xài đâu. Cái này để gắn CT nè, không biết gắn được không. Còn cái này là điện lưới vô nè, nó có cái cục đi kèm, nó có nhiều dụng cụ lắm. Nhưng mà điện lưới là nó có nóng, nó có hai cộng. Em thấy điện lưới tại vì hai cộng đó, khi mà mình gắn vô mình có âm dương của nó không. Cái chữ L này nè, L là lai là dây nóng nè, còn N là nói chơi là dây lạnh nè, còn này là nói đất thì mình nói không nói cũng được ha. Nhưng mà phải nói đất cho an toàn, nó mua cao không như tiền đâu, đóng không thì hay máy đóng xuống. Cái này nói đất nè đó, rồi mình gắn dây điện nó vô đường này nè, vô đây nó có cái cổng này nè, vô đây cái mình dặn như đây nè, kịch vô một cái rồi xong
Đó, vậy thôi đó. Đấy rồi, hai cái tin này là điện nóc nhà xuống nè. Thì MC4R mình chọc từ đây. Đó, còn CB thì mình trước đây mình có CB ngoài trước đây rồi. Đúng rồi. Còn bên điện lưới thì mình cũng phải có cái CB cho nó nữa. Đó. Đó, và lưới nó chỉ vậy thôi. Cái con Synergy nó cũng vậy. Nhưng mà Synergy nó có cái cục bán tải chọc từ đây, cũng nó chuyên nghiệp hơn này. Đó, nó sẽ chọn cái bán tải ở đây, sau đó anh lấy bán tải anh đưa vô cộng dây nóng ngoài điện lưới nè. Cộng dây nóng vô đây nè. Anh lấy cái CT đó kẹp vô đây nè. Đó, rồi cái chỉnh. Và trên YouTube giờ chỉ cần gõ là cài đặt bán tải cho Synergy cái là có thằng kia nó chỉ A tới Z luôn. Là y chang vậy là ok. Tụi em cũng ban đầu tụi em có biết đâu, học mấy người đó đó, mấy người miền Bắc thì chỉ nó hay lắm, nó nghiên cứu trước mình thôi. Trước khi mình cái tấm pin đưa xuống mình phải đo điện thế đó chứ, đo điện áp đó chứ hả? Mấy tấm pin, cái tấm pin nó chuẩn hết. Chuẩn hả? Anh ngồi anh tưởng tượng anh cũng biết là cái đó nó vô bao nhiêu volt nữa. Còn khi mình cài đặt xong rồi mình xem điện thoại rồi luôn á, thì ở trên điện thoại nó sẽ hiện lên mỗi pin bao nhiêu volt, rồi hai cái pin nó cộng lại ra AC bao nhiêu watt, rồi đang hòa lưới trong điện lưới trong gia đình bây giờ bao nhiêu volt nó hiện trong điện thoại hết. Lấy anh mở cái của mình ra cho anh coi. Cái robot gì đó. Mấy cái bộ nhà anh đang xài. Ở em biết mười mấy cái nha. Thì nổi tiếng rồi chứ có gì đâu. Rồi xong rồi chị mới. Rồi đó, đang ra rồi đó. Được chưa? À, các anh em ở trên kênh miền Tây Sola nếu cần những cái hệ quà lưới, hệ bám tải, hệ độc lập gì thì giống như ông anh với bà chị mình đi từ Hậu Nghĩa Đức Hòa xuống hen, xuống đây làm một cái hệ 5 kg bám tải anh em để chạy cho nhà xưởng đấy, thì đó cũng là một trong những cái giải pháp mà tiết kiệm điện hiện tại anh em, khỏi đóng điện dược đó. Và inverter hòa lưới bám tải thì nó chạy ra cái điện áp nó cũng cao, phù hợp cho chúng ta thực hiện. Anh chị mới về nè, phù hợp cho chúng ta làm việc ở trong mấy nhà xưởng nữa. Thì mình báo cáo lại với anh em á là anh em muốn lấy cái gì cũng có hết ha. Pin thì bao la anh em. Đó. Pin anh em muốn lấy pin nhỏ, pin lớn cũng được. Đèn cũng ok, bao la luôn. Cái inverter nè mình vừa show hàng cho anh mình những cái inverter của bên mình nè, robot nè anh em. Đó. Thì mình test anh em. Đó, thì anh khi mình test này thì ông anh mình cũng lấy rồi, ông lấy gì ông gắn ha. Mình mua cho ảnh thêm cái CT nữa ha. Để ảnh vô. Đó, để bấm tải. Rồi thì thời gian tới anh em liên hệ mình này thì anh em cứ nhanh chóng ha, thì mình thông báo lại với anh em nè. Thì bây giờ là mình gói tấm lớn luôn. Anh em mua tấm lớn 1 tấm, 2 tấm mình gói gỡ bù điện cho anh em luôn. Trước giờ mình cũng hơi ngại ở chỗ là mất an toàn, nhưng mà thôi giờ mình ráng cố gắng gói sao cho nó an toàn nhất và mốt thiệt là nhiều. Đó thì mình gửi tấm lớn luôn nha. Anh em mua tấm 2 tấm làm độc lập cứ thoải mái liên hệ mình gửi tấm lớn luôn. Còn tấm nhỏ này hiển nhiên là gửi được anh em. Rồi sáng giờ mình gửi mấy cục tấm nhỏ rồi nè. Đó, cứ gói và gửi tấm nhỏ ha. Ok, không sao hết anh em. Anh em cần gì cứ gọi mình nha. Thôi chào anh em nha. Hẹn gặp anh em những video tiếp theo. Anh em xem video kênh miền Tây Sola nhớ cho mình một đăng ký ha. Cho mình đăng ký cho anh em để cho cái kênh mạnh mẽ lên ha, quảng cáo nhiều cái thiết bị năng lượng hơn cho anh em nữa. Đó, thời gian tới mình còn nhập rất là nhiều loại hàng về. Và cũng cảm ơn mấy ông anh mình qua nay mới đăng cái biến tần chạy trực tiếp có bù lưới mới đăng ký, mới đăng lên chưa được 24 giờ nữa mà cả chục cái biến tần mình đã bán hết rồi. Đó, cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Đó, anh em liên hệ thì cứ tiếp tục đăng ký, mình sẽ nhập cái chuyến hàng tiếp theo về bán nữa. Thì cái chuyến hàng tiếp theo và chuyến hàng bán hết ngày qua nay á thì y chang nhau nha anh em, đừng có nghĩ là mình sẽ thay đổi hàng gì nha, y chang nhau không có gì khác hết. Cũng thợ đó ráp luôn, cũng giá đó luôn, và cũng mình bán ra cũng bảo hành vậy luôn, cũng công sức vậy luôn nha anh em. Đó, qua đây anh em nào mà hỗ trợ ủng hộ mình xin cảm ơn mấy anh em đó ha. Con biến tần đó mình quay chưa được một ngày nữa là anh em đã nhảy vô đăng ký rất là nhiều luôn, mình gửi hàng đi hết rồi. Thôi chào mấy anh em nha, hẹn mấy anh em ở mấy cái video lần sau nha. Nhớ đăng ký kênh nha anh em.